Rồi, xin chào quý vị. Hãy cơ mình đang có mặt ở đường Nguyễn Thái Sơn. Phải gì là chợ Tân Sơn Nhất. Phường 3, quận Gò Vấp, bên phải quý vị á. Dạ, qua đây là đường Bạch Đằng quý vị. Phường 2, quận Tân Bình. Sài Gòn chiều ngày 9 tháng 5 mưa quý vị. Đang mưa lầm rầm nè. Nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Đây là đường hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Phía trước có cái mô hình chiếc nón lá dành cho quảng cáo vậy đó, đẹp ha. À, phía trước thì là từ từ đến phi trường Tân Sơn Nhất. À, thì thấy toàn cảnh cái chỗ Bắc Kinh á, bãi đậu xe ấy, cũng phải là cái đài không lưu đường vào ga quốc tế đó. Trời đang mưa lâm râm như vậy, bên phải là rẽ vô sân bay. Giờ đi thẳng là đường Trường Sơn đi ra. Super Bowl chơi bowling đầu tiên ở Sài Gòn. Thank you.
Thôi chạy vô hẻm đường tắt qua đường Cộng Hòa thì xem hẻm Tân Bình. Đường Giải Phóng ở dạ, đây là đường Cộng Hòa ấy. Rồi quẹo đây là đường Nguyễn Thái Bình, phường 4 quận Tân Bình. Mưa vẫn còn lâm râm quý vị. Thank you, see you quý vị nha.